Dạ vâng, trước mặt cô chú anh chị đây là cái sản phẩm Volvo 88 Plus sản xuất năm 2014. Hiện tại là em Kim đang chào bán giảm giá đầu năm là 420 triệu cho cái sản phẩm 04 này nha. Đấy, anh chị thấy là cái chiếc đó là chiếc 09, chiếc này là chiếc 04. Thì anh chị thấy là cái cần của nó rất là dài luôn. Tí xíu nữa em sẽ đo kích thước chiều dài, chiều ngang, chiều dọc cho anh chị mình tham khảo trước khi mà mình đến kho xem, hoặc là trước khi mình quyết định chốt online cái sản phẩm này nha. Và bây giờ là mời cô chú anh chị xem cái video hoạt động máy của em nó. Thank you.
Dạ vâng, em kính cảm ơn cô chú anh chị đã dành phút xem cái video vừa rồi nha. Qua cái quá trình mà test máy thì em cảm nhận cái chiếc xe này nó còn rất là khỏe nha. Về bơm máy, thủy lực đồ với lại quay to, chân chạy đồ, nó động tác nó rất khá là đều và khỏe mạnh nữa. Đó thì bình thường là em sẽ test xong là em sẽ giải cái cần ra như thế này để mà em đo luôn cái kích thước để cho anh chị mình nắm rõ cái thông số kỹ thuật thực tế nha. Đấy, mình đo chi tiết luôn để cho anh chị dễ tham khảo. Em này thì nó có đường búa nhưng mà nó viết ở dưới chân cần nha. Hệ thống khóa búa nó còn nằm đây. Để tí xíu nữa em quay chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình. Đây sản phẩm của em nó nè. Đấy. Hàng chuẩn Volvo ha. Gào cũng thế luôn ha. Ti đồ này kia là còn rất là đẹp luôn, bóng loáng. Đấy. Rồi, về phần cabin nè. Anh chị thấy không? Nó khá là tươm tắt luôn. Sản phẩm này á, nếu như anh chị nào mà cần cái xe mà 04 á, 04 đến 05 á, mà vô những cái vùng nhỏ hẹp á, thì có thể liên hệ về để mà bóc ngay em này về làm. Tại vì đùi của em nó rất là to luôn, chiều ngang, lấy cái thước chiều ngang của em nó đây, từ đây đến đây á, là nó tới 33 nha, 32, 33 luôn. Đấy, khá là dài. Đùi này là đùi bự bự ha. Xài xích là bước 175 luôn nha, xài xích của chung với xe 05 luôn. Đấy, bước 175 xài chung với xe 05 luôn ha. Rồi, đây là một trong cái phơm dáng của em nó. Em quay cận cảnh cho anh chị mình xem thế này ha. Rồi em qua đây quay cho mình xem cái động cơ luôn. Quá trời nặng, để tí xíu nữa bật lên mới được. Dở dở cái động cơ này lên. Dở dở cái động cơ lên. Giờ là em mở cái động cơ lên cho anh chị mình xem nha. Đó. Rồi, chị thấy đi, em quay nè. Chiều dài cho anh chị mình xem nè. Tháo lắp nhanh là đường búa thì nó đi tới đây nè. Đây đường búa đây. Nó viết ở đây ha. Ví dụ như anh chị nào muốn xài thì nói em lắp ra tới đầu cần cho nha. Bên đây nó viết ở đây, còn bên này thì nó vẫn tới đây rồi nè. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh chị mình nắm rõ nha. Cái sản phẩm này em đang sale bán với mức giá là 420 triệu vậy đầu năm nay. Anh chị cô dì chú bác nào chuẩn bị đầu tư vào những dòng sản phẩm 04 với mức giá 420 triệu, sản xuất năm 2014, làm nhanh, khỏe, mau lấy lợi vốn mà làm việc hiệu quả cao thì vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hotline cho em Kim 0966 340 640 hoặc 0966 740 440. Em Kim sẽ chốt với cái giá rẻ cho đầu năm anh chị mình đầu tư nha.